mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh thể thao điện tử Việt Nam Esports TV và Ghana Live. Chúng ta hãy tiếp tục đồng hành với ván đấu thứ hai giữa New Power đối đầu cùng với đối thủ của họ chính là đội tuyển Fighter Gaming, một đội tuyển đang trên giai đoạn là gần như đã xuống hạng ở thời điểm này, nhưng họ vẫn còn cơ hội. Và chiến thắng vừa rồi, Fighter Gaming đã khẳng định được rằng họ vẫn là một đội ở đã đánh ở VCSA với những cái đẳng cấp rất là khác biệt. Và ở thời điểm vào trận đấu thứ hai lần này, chúng ta hãy cùng thử xem bên phía của Fighter Gaming hay là New Power sẽ giành lại cái lợi thế của mình. Và trong ván thi đấu đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy đó là việc Fighter Gaming họ sử dụng cho mình một đội hình giao tranh tổng cực mạnh với những con bài có khả năng chống chịu lượng sát thương cũng như cản đi cái lượng sát thương rất quan trọng đến từ Ezreal như là Braum hay là con bài On trong tay của Chocobo. Thì trong cái trận đấu thứ hai này, nếu như muốn có được những cái lợi thế dành cho mình thì New Power họ buộc phải cấm đi những cái vị tướng rất là bá đạo trong trận đấu vừa rồi như là con On chẳng hạn, chắc chắn là phải cấm đi một lực cấm này. Và lực cấm đầu tiên đến từ New Power, họ cấm đi cho mình đó là Alice. Vẫn là Alice. Ở trong ván đấu đầu tiên thì New Power họ cũng cấm cái con bài này, và có vẻ như Vios là người đánh con bài này khá ổn. Chính xác, Alice này rồi Anivia của Khanh là một trong những cái điều gì đấy mà chúng ta nên phải cấm đi trong những cái lượt đấu đến từ New Power. Thì đến cả đội tuyển EVOS cũng phải dành những lượt cấm như dành cho Anivia và thêm ở những con bài khác như là Javan trong ván đấu này chẳng hạn. Thực ra thì tôi đang tôi thật sự là cái sự lựa chọn khiến cho tôi cảm thấy nó khó hiểu nhất ở ván đấu thứ nhất, đó là tại sao bên phía của New Power họ lấy dây nhưng mà lại nhả On. Điều đấy nó khiến cho cái cặp đấu thứ nhất nó trở nên khá là đơn giản cũng cho Fighter Gaming thôi. Nó cũng không phải quá đơn giản, nhưng trong những giao tranh thì chỉ cần có một con On thả hỏa dương hiệu triệu ra một cái thôi là bạn cảm thấy như là cái giao tranh nó gần như là kết thúc rồi. Đúng là như vậy. Có vẻ như là bên phía của New Power họ chưa nắm rõ về người chơi Chocobo này. Ngày hôm qua thì anh ta thể hiện một màn Kennen ở khu vực Hamaron rất tốt, và trận đấu trước thì họ cấm đi Kennen. Và đúng là như vậy, là lượt cấm tiếp theo đến từ New Power họ cấm cho mình đó là vị trí của On cũng như là Miss Fortune, một trong những vị tướng đã có khả năng đi đường dưới ở vị trí hỗ trợ rất mạnh. Bên phía của Fighter Gaming họ quyết vẫn tiếp tục cấm đi đó là Kalista và Andivia, hai vị tướng sở trường trong tay của Killer và Khanh. Một lần nữa chọn dây Boy One Jam. Một lần nữa Bong chọn cho mình vị tướng dây. Dây là một vị tướng đè đường rất mạnh. Tuy nhiên đây cũng là một con bài rất dễ bị khắc chế nếu như bên phía Fighter Gaming có những chiến thuật như trận đấu đầu tiên chẳng hạn. Và cái cách lên đồ của dây trong trận đấu đầu tiên tôi cảm thấy cũng hơi có vấn đề một chút khi anh ta bỏ qua cái món trang bị rất mạnh ở thời điểm hiện tại, đó là cái dạng kiếm Raktha. Chính xác. Và với cái dạng kiếm Raktha thì khả năng dồn sát thương đến từ dây rõ ràng là sẽ mạnh hơn rất là nhiều, đúng không? Hơn cái dìu đen và kiếm Majomu là hoàn toàn có thể chúng ta có thể đong đếm được. Ở thời điểm hiện tại thì New Power họ ở đội 1, họ có quyền chọn trước và lại thêm một lần nữa dây được khóa vào phía bên kia. Fighter Gaming họ đang nhá hàng cho mình đó là con bài Senjuani dành cho vị trí đi rừng của mình. Có thể là Senjuani sẽ được khóa, nhưng tốt nhất là khi mà bạn đã được chọn thứ hai thì nên là chọn rừng này, hỗ trợ này, rồi thì cùng lắm là đường trên thôi, còn đường giữa và xạ thủ sẽ để lại cuối để có thể khiến cho đối phương bị bất ngờ chẳng hạn, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Như vậy là đã chọn cho mình hai vị trí, đó là vị trí hỗ trợ con bài Alista và Senjuani ở trong vai trò người đi rừng. Ở trong trận đấu trước thì Vios thể hiện một con Senjuani cũng không phải là quá hay, nhưng cái khả năng kiểm soát giao tranh của anh ta thì lại khá là ổn hơn cái vị trí của Darklord. Khi mà Darklord cầm lại Rek'Sai, và Rek'Sai khi mà lên chống chịu thì cũng không phải là quá khỏe, và sát thương thì cũng không phải là quá mạnh. Và Alista là một sự lựa chọn hỗ trợ an toàn ở thời điểm hiện tại. Anh ta có khả năng mở giao tranh, có khả năng chống chịu sát thương mà không cần nhiều trang bị. Đây là một vị tướng tôi đánh giá là khá ổn đến từ Fighter Gaming. New Power họ đáp lại hai lượt lựa chọn của bên phía Fighter Gaming, đó là con bài Ezreal trong tay của Killer. Một lần nữa Ezreal được lựa chọn, và Nidalee được thả ra sau khi ván thi đấu đầu tiên kết thúc. Thì Fighter Gaming đã cấm Nidalee, thì ván thứ hai họ chưa kịp cấm đã bị chọn mất Nidalee rồi. Và Nidalee trong tay của Darklord, đây cũng có thể là một con bài ẩn số và mang nhiều cái bất ngờ cho chúng ta trong ván đầu tiên thứ hai này. Tôi mạnh dạn đoán rằng New Power lượt chọn thứ hai họ sẽ lựa chọn hai con bài, một là có sức chống chịu, hai là có khả năng mở giao tranh, bởi vì họ đang có 3
vị tướng đầu tiên là có khả năng cấu rỉa cực kỳ ghê, rồi đánh quanh trụ, đánh quanh chân trụ, hoặc là cấu rỉa những mục tiêu lớn là ghê lắm. Với Jay, với Ezreal và thêm cả Nihali nữa. Nihali ở thời điểm hiện tại mang sốc điện cùng với Jay sẽ là một lượng sát thương nhồi cực kỳ khủng khiếp ở dạng báo. Và phía bên này thì Fighter Gaming họ lựa chọn lại một đội hình giao tranh tổng cực kỳ mạnh với Alistar, với Senjuani và đặc biệt là Rai ở đường giữa. Rai đường giữa cùng với Senjuani là một trong những cặp đôi có thể nói là dễ ganh nhất ở giai đoạn đầu trận đấu, với hai cái chói, một cái chói và một cái cú vực gió phương Bắc nó gần như là không thể chạy thoát được với cái pha combo như thế này. Và đặc biệt là Rai sẽ mang cho mình cái điểm thiên thạch thì anh ta có khả năng nhổ sát thương ở ngay level đầu tiên. Khi mà nâng cho mình cái ngục của ngữ, chắc chắn là cái thiên thạch sẽ rơi trúng đầu và sẽ tạo rất nhiều sát thương. Ở phase cầm thứ hai là cầm thứ hai thì bên phía New Power họ cầm đi cho mình hai con bài Tristana cùng với Kennen. Kennen trong tay của Chocobo vẫn là một cái gì đó rất áp lực đối với các đội tuyển đánh với Fighter Gaming sau cái màn trình diễn ngày hôm qua đối với màn trong trận bán kết. Còn Tristana trận đấu trước thì thật ra là anh ta đi đường cũng không phải là quá mạnh, khi anh ta gần như là bị cầu máu rất nhiều bởi Ezreal. Nhưng trong cái phần cuối của trận đấu, khi mà đã về cuối trận và lên cho mình được những cái món trang bị rồi, thì anh ta bắn rất là khỏe. Và bên phía Fighter Gaming họ cấm cho mình đó là Mazaha và Braum, những con bài có khả năng mở giao tranh. Đây chính là hai con bài có khả năng mở giao tranh khá mạnh ở thời điểm hiện tại. Mazaha thì có khả năng tốc biến lên và sử dụng cho mình cái âm ti trói buộc, chọn bất kỳ một thành viên nào của Fighter Gaming và họ quyết định cấm đi con bài này để cho Rice có một quá trình đi đường an toàn hơn rất nhiều. Chính xác, chỉ cần không phải là Senjuani cùng với Alistar thì vị trí nào bị âm ti trói buộc cũng phải nằm xuống thôi. Đặc biệt là giai đoạn đi đường của Mazaha không sợ Rice một tí nào cả. Anh ta chỉ cần liên tiếp là dùng cái ám ảnh kinh hoàng của mình thêm cả điểm Airy nữa thì cái giai đoạn đi đường hoặc là giai đoạn giao tranh tổng cũng rất là khủng khiếp. Và đặc biệt là bây giờ đang có một cái phong cách đó là Mazaha sách phép. Thì với cái quyển sách phép này, Mazaha có thể hoàn toàn là chơi những cái phép bổ trợ an toàn ở đường giữa, sau đó đổi thành dịch chuyển rồi là tốc hành chẳng hạn. Nhưng quay lại với ván đấu, Mazaha đã bị cấm đi và ngay lập tức Tam Ken và Corki ở đường giữa cùng với cả Cơ Mew bên phía của Fighter Gaming. Corki đường giữa, xem là cái lựa sự lựa chọn này. Corki đã là một xạ thủ, anh ta phần nào đó đã nằm trên so với các pháp sư ở đường giữa rồi, lại còn đi với Rai, một vị pháp sư mà khá là yếu ở giai đoạn đầu trận đấu. Thì Rai trong tay của anh chàng đường giữa bên phía Fighter Gaming sẽ phải khá cẩn thận trong cái giai đoạn đi đường của mình, bởi vì khả năng đẩy cũng như là lượng sát thương đến từ con bài Corki này nó rất là lớn. Đáp lại sự lựa chọn của New Power thì bên phía Fighter Gaming họ quyết định chọn cho mình hai con bài, đó là Kermil ở khu vực đường trên dành cho Chocobo và Trick trong tay của O'Reilly. Bàn về một chút thì tôi đang thấy cái đội hình của New Power lựa chọn họ đây là một đội hình rất khô máu. Đây là một đội hình có khả năng dồn sát thương vào một mục tiêu rất lớn. Tuy nhiên thì cái khả năng mở giao tranh của họ lại gần như là không có. Họ buộc phải sử dụng cho mình đó là những cái chiêu thức để cấu máu thì mới có thể bước vào giao tranh được. Còn bên phía của Fighter Gaming thì có rất nhiều phương án để có thể mở được giao tranh. Đó có thể là cái đó có thể là Kermil bay vào với một cú làm choáng, đó có thể là Sejuani với một cái bô la băng hàn từ xa, hay là thậm chí là Alistar lao vào tốc biến và sử dụng combo cho mình. Thì đây lại là hai đội hình chúng ta đang nhận thấy là New Power có vẻ như họ đang muốn dồn tất cả những gì mình đang có, tức là những kỹ năng của người chơi ấy, thì họ muốn dồn cho ván đấu thứ hai này. Họ quyết tâm là dồn chết được một mục tiêu trước rồi sau đó mới giao tranh, hoặc là cấu máu trước thềm giao tranh là rất nhiều. Chính xác, đội hình của New Power họ đang hướng đến một đội hình né giao tranh, thì đúng hơn né, cố gắng né tất cả. Họ sẽ vào sau ở trong những cái mục tiêu lớn, họ sẽ ở những cái chân trụ với bốn vị tướng đánh xa liền, thì khả năng tận dụng cái cấu máu của mình rất là tốt. Họ chỉ cần một Tam Ken để nếu vị tướng nó thấp máu, anh ta ngoạm vào mang đi chỗ khác mà thôi, chứ cái khả năng đánh giao tranh của New Power thực sự là không có. Với hai cánh đẩy lẻ là vị trí đi rừng, Ezreal cùng với Tam Ken sẽ đẩy ở đường giữa, rồi thêm cả Jay và Corki sẽ đẩy ở hai cánh nữa, thì đây rõ ràng là một trong những cái đội hình có khả năng cấu rỉa và đẩy lẻ rất là tốt. Trong khi đó phía bên kia thì Fighter Gaming lựa chọn một đội hình có khả năng đánh giao tranh tổng cực kỳ mạnh với Alistar, với Senjuani và Rai nữa. Những cái vị tướng mà giai đoạn đi đường cố gắng họ chỉ cần làm tròn cái nhiệm vụ của mình thôi, sau đó là đến giao tranh tổng thì cái sức mạnh mới được bộc phát hết với chiêu cuối Senjuani, với khả năng chống chịu tốt đến từ Alistar, và Rai sẽ đứng ngoài cùng với cả cái người xạ thủ của mình là xạ thủ là chọn vị trí xạ thủ là Trick. Ôi Trick thì thôi, anh cứ tưởng tượng một chiêu cuối vậy, một cái dàn chắn rất chắc chắn ở phía trước với Kermil, với Sejuani sẽ tạo cho Trick rất nhiều khoảng trống để có thể xả cho mình những sát thương từ chiêu cuối chuột chít chiếu chiếu. Và nhắc lại một lần nữa, đó là trận đấu trong trận đấu thứ nhất ấy, thì Ezreal đã có quá trình đi đường rất là xanh.
anh ta có rất nhiều tiền và lên cho mình cái tăm một kiếm ở ngay phút thứ 12 mà thôi. Rất là giàu. Tuy nhiên thì về cuối giao tranh anh ta lại không thể bắn được nhiều bằng vị trí của xạ thủ của Fighter Gaming. Vậy vấn đề ở đây đó là SRU chưa bao giờ là một vị tướng chúng ta đánh giá cao ở giai đoạn cuối trận đấu. Và bất kỳ một thành viên nào của bên phía New Power mà lao vào dồn sát thương thì gần như là không có cửa đi ra. Chính xác, Ezreal không phải là một vị tướng quá mạnh trong giai đoạn bắn giao tranh. Anh ta chỉ là một trong những vị tướng mà tận dụng cái lợi thế trong giai đoạn đi đường của mình, sải tay dài những cái cú bắn quy và đặc biệt là điểm đạo tặc để có thể lấy được cái lợi thế rất là lớn. Nhưng ván đấu này thì khác, bên phía của Fighter Gaming họ lựa chọn Trick. Trick cũng là một trong những cái sự lựa chọn rất là ổn, tôi đánh giá là ổn. Giai đoạn đi đường thì chắc chắn là Trick thì hầu như là không thắng được bất cứ vị tướng nào. Anh ta giống như một dạng Vayne 2.0 vậy. Nhưng mà Vayne thì sải tay ngắn hơn, yêu cầu những cái kỹ năng nó cao hơn, trong khi Trick thì không cần như thế. Sải tay của Trick cũng đánh giá là ổn. Anh ta sẽ phải liên tục dùng cái cú đột kích của mình để có thể phần nào đó là tăng tốc độ đánh lên, rồi sau đó đẩy cái đợt lính đến cấp độ 2, cấp độ 3 thì sẽ có cái bình độc và thêm cả cái rút độc của mình nữa. Thì đó là những cái giai đoạn đi đường đến từ Trick. Còn bên phía bên kia thì chắc là không cần phải quá nhiều điều như vậy với một Ezreal đúng không? Thì khả năng cấu rỉa của anh ta phải tận dụng được tối đa để lấy được thêm những cái bình thuốc. Như anh Cường vừa chia sẻ thì rõ ràng Ezreal ở trong ván đấu trước là một Ezreal khá là xanh xao. Nhưng đến giao tranh, đến cái giai đoạn giữa trận đấu thì hầu như không làm được gì quá nhiều cả. Không phải mình Ezreal mà tôi thấy là cả một đội hình của New Power trong ván đầu tiên họ, cái khả năng đi đường của họ là rất ổn, rất là tốt. Tất cả những con bài mà họ lựa chọn đều có khả năng đi đường cực kỳ tốt. Tuy nhiên thì vào giao tranh thì lại không có khả năng rút chạy một cách an toàn. Đặc biệt là trong ván thi đấu này, kể cả Jay hay là Nidalee có lao vào thì cũng rất khó có thể sống sót trở ra với những cái hiệu ứng khống chế, những cái trạng thái khống chế rất khó chịu bên phía của Fighter Gaming. Và tôi lại đang nghi ngờ về một khả năng là nếu như vượt qua được cái giai đoạn đi đường nó không phải là quá thọt của Fighter thì có lẽ là họ sẽ có được những cái lợi thế của mình về giữa và sau trận đấu này. Đặc biệt là Bong, dây trong tay của Bong thì phải làm được nhiều thứ hơn so với anh ta đã loại bỏ được con bài on của mình, on một đối thủ khá là đáng sợ của dây rồi, thì ở khu vực đường trên bây giờ dây sẽ phải chủ động hơn trong những cái pha ăn mạng, dây phải chủ động hơn ganh trong những cái pha tấn công của mình. Và ván đấu thứ hai giữa New Power và Fighter Gaming, Fighter Gaming đang tạm dẫn trước 1-0 và bây giờ họ ở bên phía đội 2, trong khi đó New Power bên phía đội 1. Chocobo cùng với cả Bong sẽ là hai người đối đầu cùng đường trên với Kermu và Jay. Cả hai đội tuyển đang dàn người ra, những cái khả năng dàn người ra cơ bản, đặc biệt là sau khi được tăng tốc độ di chuyển ở ngay giai đoạn đầu trận đấu thì có vẻ như là rất nhiều vị tướng đang có được khả năng đó là tiếp cận những cái bùa lợi rất là nhiều mà thôi. Killer cùng với là Sinh vừa cấu rỉa rất đau ở khu vực đường dưới. Oralai anh ta đi lỗi quá và lại rồi bắt buộc 70 vàng, có luôn 70 vàng ở giai đoạn đầu tiên. 100 vàng, vâng. 15 vàng đầu tiên là cho cái phát bắn đầu tiên. Cái việc mà chúng ta nên né con Ezreal này trong cái giai đoạn mà lính chưa ra, bởi vì nó rất dễ là ăn những cái cú quy của Ezreal này và mang lại rất là nhiều những cái lợi thế với cái điểm đạo tặc. Và anh ta vừa kiếm được 100 vàng free, con đường đến với cái nước mắt nữ thần rất là nhanh thôi. Biết rằng bên kia là Ezreal đạo tặc rồi mà vẫn còn đưa mặt ra để ép góc cho bắn cho hai cái. Bây giờ 100 vàng giai đoạn đầu trận đấu, tức là tương đương với khoảng 4 con lính rồi. Một cái lượng tiền chênh lệch rất là lớn. Và đây là lý do vì sao mà cái điểm đạo tặc đã bị dành rất nhiều sự quan tâm của Riot ở trong cái thời gian vừa qua. Bên phía này, Dalos cùng với Killer và Sinh sẽ bắt đầu trước ở bên phía bùa đỏ, trong khi Senjuani cũng bắt đầu bằng bùa đỏ ở khu vực đường trên. Cả hai người đi chơi đi rừng đang có hướng khởi động ngược nhau và đấu trước thì họ đi cùng nhau ở khu vực đường trên luôn. Vâng, và trở lại với quá trình đi đường này thì bây giờ Trick và Alistar là những người không phải giúp rừng. Họ đi ra đường nhanh hơn và họ đẩy cái đợt lính rất nhanh. Chúng ta nhìn thấy đó là Trick đã farm đủ 6 con lính rồi và anh ta đang đẩy rất sâu tới lính vào trong trụ, khiến cho Ezreal không thể có nhiều khoảng trống để có thể bắn được những cái cú quy của mình cống máu cũng như là mang lại cái lượng kinh tế. Chính xác. Và khu vực đường trên thì Chocobo anh ta biết rằng nếu mà thi đẩy đường với cả dây ấy, thì một cơ mưu ngay cấp độ 1 thôi sẽ không có cửa. Anh ta quyết định là đi vào giúp người chơi đi rừng của mình có được cái lợi thế sớm nhất bằng bùa, sau đó là ra đường. Đây là một cơ mưu mang thiên thạch. Cái điểm thiên thạch này tôi thấy là khá phổ biến ở thời điểm hiện tại, bởi vì cơ mưu mang thiên thạch anh ta có đến 2 kỹ năng có khả năng giữ chân và khống chế đối phương, đó là cái đá quét chiến thuật và cái đu dây móc của mình.
vừa làm choáng vừa làm chậm được và tận dụng tối đa khả năng cấu máu. Hùng đường dưới có combo, những cái đơn giản bạn khi có Tam Ken ở trong đội hình, chỉ việc là nếu mà một đối tượng chủ lực nào đó bị dính thì bạn đơn giản lao lên nuốt anh ta vào, mang về vị trí an toàn mà thôi. Với đi đối đầu với cả Blitz này hay Thresh cũng đều như thế. Huống hồ đây là Alistar, khả năng combo trúng của Alistar đã thấp rồi. Tức là nhiều khi Q với đấp bạn nhấn là nó bị Q đấp và E nhấn nó bị dính tay thì cái khả năng combo nó bị hạn chế. Vị trí của Tam Ken bây giờ hoàn toàn thừa sức để đảm bảo an toàn dành cho Hùng đứng dưới. Nidalee đang cho thấy khả năng dọn rừng cực kỳ bá đảng của mình. Anh ta cướp được hai bãi bổ lợi cực kỳ quan trọng. Bây giờ đường dưới có sự can thiệp đến từ Vios. Sinh nuốt trợ thủ của mình vào, tốc biến đã phải dùng. Bây giờ thì Sinh vẫn bị làm choáng nhưng sát thương có lẽ là đã hết. Và một tình huống can thiệp kịp thời đến từ Vios. Anh ta cướp đi phép bổ trợ tốc biến đến từ người chơi Sinh ở đường trên. Tắc Lọt đang ép vị trí của Chocobo. Chocobo làm choáng vị trí của Bong. Bong bị trụ bắn và phải tốc biến chạy ra. Chocobo vẫn còn sống. Tắc Lọt vẫn đang cố gắng ép góc nhưng mũi lao đó trượt và anh ta buộc lòng phải từ bỏ cuộc ganh này. Cái vấn đề của một đội hình cấu máu đó là khả năng dùng kỹ năng định hướng của bạn nó phải thật sự chuẩn xác đã. Và chúng ta vừa thấy hai mũi giáo không đi đến đâu của vị trí Dalos và thêm cả cái khả năng tấn công đến từ Bong nó cũng không quá mạnh với một cơ mưu ở đường trên với khả năng né đi rất là nhiều. Cấp độ 4 rồi và Chocobo không mất bất cứ phép bổ trợ nào trong khi vị trí của Bong anh ta mất cả dịch chuyển cả tốc biến để có thể quay lại khu vực đường của mình. Lợi thế bây giờ rõ ràng là dành cho bên phía của Fighter Gaming một chút rồi chứ. Và Dalos quay trở lại khu vực rừng, tiếp tục tấn công vào góc, khai thác những cái điểm rừng tiếp theo. Ở khu vực đường giữa, một cái kèo mà chúng ta dễ dàng đoán được rằng Rai của Corki thì Corki là người có lợi và Rai đang phải farm lính trong trụ. Nhưng với khả năng tận dụng Rai của những người chơi ở đẳng cấp Master rồi thì tôi nghĩ rằng cái khả năng farm nó cũng không phải là quá khó. Bởi vì hầu hết là khi mà bạn đã chọn Rai là bạn chọn thua đường rồi. Đúng là như vậy, với khả năng đi đường của Rai vị tướng này thì cũng không phải là quá mạnh. Tuy nhiên thì cái việc mà Papi đang làm được như này là khá là ổn, chỉ số lính không bị thua. Và đường trên thì chúng ta đang nhìn thấy có một sự pha di chuyển đến từ Vios. Anh ta đang muốn can thiệp vào vị trí của Bong nhưng mà Bong đã mất cho mình phép bổ trợ tốc biến rất quan trọng rồi. Bây giờ anh ta đã đứng rình, Camille đang dụ. Và Camille liệu có dụ được không khi mà anh ta vẫn vừa về nhà mua đồ và để cho Bong cấu một lượng máu nhất định, khiến cho Bong say máu chăng là phải quyết định băng trụ luôn chứ không phải là đùa nữa. Bây giờ kêu gọi thêm cả sự di chuyển đến từ Pampi. Họ đang băng trụ, sát thương đang bị nhồi vào và Bong sẽ phải nằm xuống. Chiến công đầu dành cho Pampi, người nằm xuống đó là Chocobo mới pha dịch chuyển đến từ Khanh. Bây giờ thì Pampi và Vios quay lại, hồi máu đến từ Pampi. Khanh đang 1-2, liệu anh ta có chất được không? Khanh đã giết được vị trí của Sejuani, bây giờ quay lại nhưng sát thương của Pampi đã hạ gục Khanh trong tình huống này. Đắc Lột cũng xuất hiện trong tình huống này. Bây giờ thì Đắc Lột đã phi lợi dao chúng nhưng Jacob xuất hiện và đã phải bỏ chạy trong tình huống vừa rồi. Một tình huống đánh nhau rất nhiều khu vực đường trên với số phát điểm nổ pha băng trụ đến từ Fighter Gaming. Chính xác, và đó là sự kết hợp rất là tuyệt vời giữa vị trí của Senjuani và Camille. Hai vị tướng này có là hai vị tướng đánh gần. Với nội tại của Senjuani là cứ bạn đứng cạnh một vị tướng đánh gần nào, bạn sẽ cho họ cái khả năng dùng nội tại đóng băng của mình lên đối phương. Và khi mà cái hình cái búa kia nó đã đầy đủ thì bạn chỉ cần đứng ấn đơn giản một nút thôi, lượng sát thương theo phần trăm máu và khả năng giữ chân đối phương là sẽ có. Rõ ràng Chocobo và vị trí của Senjuani đã làm rất tốt trong pha xử lý vừa rồi. Khanh cố gắng níu giữ thêm một điểm hạ gục dành cho đội tuyển New Power nhưng anh ta cũng phải bỏ lại mạng ở khu vực đường trên. Như vậy là Fighter Gaming 2-2 thôi nhưng rõ ràng là họ đã lấy được rất nhiều những cái lợi thế thôi chứ. Bây giờ thời điểm hiện tại Camille đã phải nằm xuống, vị trí của Senjuani cũng đã phải nằm xuống rồi, nhưng đó là một cái pha đánh hạt thông nổ khiến cho Senjuani bị bất ngờ và anh ta phải rơi sang cái mạng rừng bên kia. Nhưng không vấn đề gì cả, với con bùa đỏ thời điểm hiện tại vẫn chưa ra thì Dalos hoàn toàn có khả năng sẽ quay lại khu vực này và hỏi thăm lần nữa với một con mắt đã được cắm khá là sâu ở khu vực gần hang bùa đỏ. Đường dưới liên tiếp có đánh nhau và lợi thế về lính đang dành cho Oralai. Thật ra không phải là lợi thế quá nhiều dành cho Oralai nhưng anh ta đang có một quá trình đi đường không bị thọt như trận đấu trước. Trận đấu trước anh ta bị dính rất nhiều những cái quy đến từ Ezreal và bị cấu một lượng máu. Và trong trận đấu này chúng ta nhìn thấy chất tướng Nearly Đắc Lột đánh vị tướng này rất nuột và anh ta cướp rừng rất nhiều. Chỉ số lính đang hơn hoàn toàn so với người đi rừng Vios về phía bên kia. Ở khu vực đường giữa thì Rise nhẽ ra là kèo này anh ta rất khổ nhưng bây giờ anh ta lại là người xanh nhất bên phía Fighter Gaming. Có 2 điểm hạ gục, chỉ số lính đang hoàn toàn vượt trội so với Khanh. Anh ta về nhà hoàn thành cho mình cái giày Inonan.
hoàn thành luôn cho mình nước mắt nữ thần và đang hướng tới cho mình cái đá bảo hộ. Đắc Lột vẫn đang trong cái công cuộc cướp rừng của mình. Anh ta là một thợ săn trong tình huống này, khi mà anh ta trong trận đấu này anh ta vẫn đang tìm kiếm vào Vincenzo Andy, uy hiếp vào con mùa xanh này và cả sự xuất hiện của Khanh nữa, thêm cả Sinh vào đây. Con mùa xanh này liệu vị trí của Vius có giữ được cho Pampi hay không? Cả hai bên đều có trừng phạt và chỉ cần là vị trí của Rai không ăn được búa xanh là Dalot đã thành công rồi. Nhưng có vẻ hơi khó bởi vì cử tận 3 người để vào đây tranh cướp nó. Thì rõ ràng là vị trí của Niali không có cửa nào để vào cả. Anh ta vào, anh ta sẽ gặp một tá hiệu ứng khống chế đến từ Hất Tung, đến từ Chói và thêm cả cái hút của Senjuani nữa. Mọi thứ đều đang không ủng hộ, nhưng ở khu vực đường dưới sau khi hỗ trợ đi vào giúp rừng, ngay lập tức lượng lính được đẩy lên đến từ bên phía của New Power nó là lớn, khiến cho Fighter Gaming bây giờ Oralai phải đứng trong trụ để farm. Nhưng anh ta có khả năng tấn công rất là mạnh mẽ bởi đây là một vị trí trick cầm cho mình cái nhịp độ chết người. Sau khi tấn công vào tướng địch sẽ có được khả năng tăng tốc độ đánh trong một khoảng thời gian rất là khủng khiếp, và thời gian hồi của nó thì đã được tăng lên, đó là từ 10 giây về 6 giây rồi. Đây rõ ràng là một điểm rất là mạnh ở khu vực đường dưới, và hầu như cũng chỉ có xạ thủ Trick là tận dụng tốt cái điểm tấn công này thôi, nếu anh ta bật cái chiêu cuối lên và bắn nó rất là nhiều. Về nhà mua cho mình cái giày đầu tiên chứ không phải là một món trang bị nào khác. Đường trên bom lao vào tấn công Chocobo, chứ đơn giản là Chocobo thoát về bằng cú kéo dây móc của mình. Ở trên thì dây đang có một cái lợi thế nhất định khi anh ta đang có được cái lượng lính nhiều hơn so với Chocobo. Tuy nhiên thì Chocobo anh ta cũng không phải là quá thọt trong trận đấu này, anh ta chỉ cần làm sao giữ chân dây thôi, không để cho dây có quá nhiều những cái lợi thế trước mình. Và thực ra thì cái việc mà dây trong trận đấu trước cái Bong đã thể hiện thì chúng ta cũng không nên đặt kỳ vọng quá nhiều vào cái tướng này. Tôi biết vì sao trận đấu này đường dưới của Fighter Gaming đang dễ thở hơn rất nhiều, anh Hùng có biết không? Đó là cái việc mà hỗ trợ bên phía của New Power họ chọn cho mình không phải là một con hỗ trợ có khả năng gây quá nhiều những cái tác động với trận đấu này. Nhưng đường dưới có đánh nhau và hất tung lên, đó là Sinh bị hết ngược về, lượng sát thương là quá lớn được dồn vào. Oralai dù bị kiệt sức bắn vẫn rất đau, và Oralai là người có điểm hạ gục ở đường dưới. Và đúng như tôi đã nói đó, cái việc chọn cho mình một vị tướng hỗ trợ không có quá nhiều những cái áp lực trong trận đấu. Làm sao bạn có thể dùng một Tamken có thể đứng lên nhưng mà một con Bram được, hay là một vị trí đẩy đường mạnh như là Miss Fortune sẽ hỗ trợ rất nhiều dành cho Ezreal. Và tôi thấy là cái vấn đề về triển khai đội hình bên phía New Power đang gặp khá vấn đề rồi đấy. Một tình huống dịch chuyển xuống và có được thêm cho mình một mạng hỗ trợ về nhà đóng cho mình, đó là cái rèn ninja. Anh ta trở lên đường, trở về đường trên, anh ta sẽ không còn ngại quá nhiều sát thương từ Bong nữa. Mặc dù lính đang thua nhưng đây cũng không phải là một điều gì đó là đây là một điều có thể chấp nhận được đến từ Kirby. Chính xác, và bởi vì ngay cái đội hình cấu máu là cần phải có được lượng áp lực ngay từ giai đoạn đầu cơ, chứ không phải để cho đối phương chủ động hơn như thế này và bị dồn nhiều khống chế. Người bất tỉnh đó chính là Khanh, và Khanh có vẻ như sẽ không thể thoát được trong cái pha xử lý này. Chocobo lấy lại thêm một điểm hạ gục của đường trên, và có lẽ là toàn bộ cái lượng chỉ số lính chênh lệch vừa rồi đã bị san một cái khoảng san lấp rất là khủng khiếp với mạng hạ gục của đường giữa đối phương. Khanh di chuyển khá là lỗi trong cái pha này. Anh ta rõ ràng là đúng, anh ta có hai người đồng đội đang đẩy lên rất cao ở đường trên với Dalos cùng với cả Bong. Nhưng rõ ràng là đi vào một cái bụi không có tầm nhìn như vậy thì không có một chút lợi thế nào cả. Sinh đang bị bắn khá nhiều, Papi đến và đó liệu khống chế dồn vào với Rai, với Senjuani thì bạn không chạy nổi và Sinh là người phải nằm xuống. Và đúng là sự khác biệt đến từ hai hỗ trợ. Jacob cần cho mình Alistar, anh ta có khả năng di chuyển và tạo những cái áp lực cực kỳ lớn đến các đường còn lại. Mỗi lần anh ta di chuyển lên đường trên hay ra đường giữa đều có được cho mình những cái lợi thế dành cho đồng đội của mình. Một pha di chuyển hớ hênh nữa đến từ Sinh và anh ta bị bắt. Chiêu cuối đến từ Rice bật lên, và một pha vòng sau đến từ Vius nữa không thể nào chạy được với lượng khống chế cực kỳ mạnh đến từ Fighter Gaming. 2-5 về điểm hạ gục, lợi thế đang dành cho Fighter Gaming rất nhiều. Chính xác, với từng này điểm hạ gục thì tôi nghĩ là bên phía ở New Power họ cần phải cố gắng hơn rất nhiều để lấy lại những cái sự thua thiệt ở thời điểm này. Đặc biệt là nếu bạn làm chủ được khu vực đường dưới, con rồng đầu tiên là một con rồng lửa. Con rồng này rất quan trọng dành cho New Power, bởi vì với một định hình cầu máu bạn phải có càng nhiều sát thương càng tốt thì mới đe dọa được đối phương. Và đặc biệt là khi đường dưới bạn không quá mạnh và đẩy không quá cao như thế này thì việc ăn vào con rồng lửa này sẽ đánh động đối phương, dù họ không ra cướp nhưng vẫn là một cái dấu hiệu để biết được rằng
người chơi đi rừng, người cặp đôi đường giữa của bạn đang ở đâu trên bản đồ. Và thời điểm này chỉ cần quản lý tốt ở khu vực đường trên và đường giữa của ván đấu, ăn đi hết những cái bãi quái vật trong rừng thôi, là vị trí của Shenzhuani cũng đã có thể gọi là kiểm soát tốt được cái phần sân nhà mình rồi. Thời điểm hiện tại thì chênh lệch về lính, chênh lệch về tiền cũng chưa phải là quá nhiều. Hai bên chênh nhau khoảng 400 tiền mà thôi. Nó nghiêng về bên phía của Fighter Gaming, đặc biệt là Oralai, anh ta chơi rất là cẩn thận. Anh ta không thấy cặp đôi đường dưới của đối phương đâu, lập tức đột kích đi về nhà và thoát khỏi cái khả năng gây đột kích của đối phương. Đây là một trong những người chơi xạ thủ tôi đánh giá là rất là có tiềm năng. Và việc tận dụng được cái khả năng, cái sự chuyên nghiệp của mình trong những cái pha di chuyển sẽ là một lợi thế rất lớn khu vực đường dưới. Và đội hình của Fighter Gaming cũng đã phần nào đó nói lên được rằng cái bề sâu về mặt chiến thuật, cái kinh nghiệm dày dặn của họ trên cái đấu trường VCS đây đã hoàn toàn là có thể nhỉnh hơn so với New Power ở thời điểm này rồi. Và đúng là như vậy, như tôi đã phân tích kể từ đầu trận đấu đến giờ thì cái việc muốn triển khai cái đội hình cấu máu này, họ cần phải có những cái lợi thế ở khu quá trình đi đường. Nhưng hãy xem lại xem, cái quá trình đi đường của Fighter Gaming họ đang làm cực kỳ ổn. Họ không bị thua lính quá nhiều ở các cái vị trí quan trọng, đặc biệt là xạ thủ và đường giữa, họ đã không bị thua, thậm chí là còn là hơn chỉ số lính, và họ lại có những điểm hạ gục rất quan trọng nữa. Cái vị trí hoa trăng đang bị thua thiệt đó là Virus, khi mà chất tướng của anh ta không cho phép Shenzhuani có thể đọ sát thương hoặc là dọn rừng bằng Nearly được, thì đây là một điều nhưng anh ta lại cho phép nổi trội hơn về KDA 1-1-3. Anh ta can thiệp rất nhiều vào cái quá trình đi đường, anh ta ganh rất nhiều. Bây giờ thì Khanh cùng với Darklord đang tấn công vào Pampy, giáo trượt thì không lấy gì có thể tấn công được Ryze nữa. Và Ryze quay trở lại với sự có mặt đến từ Jacob, và Jacob đang tạo rất nhiều áp lực trên bản đồ này. Đường trên có tấn công và đó là vị trí của Bong lại một lần nữa được chọn. Và hai cái chiêu cuối thế này thì chạy đi đâu với hai cái pha, một là tối hậu thư, hai là Bola băng hàn, nó cứ dồn thẳng vào mặt này thì không chạy đi đâu được. Sinh bị hất ngược trở lại nhưng anh ta hoàn toàn có đủ sức chống chịu, thậm chí là ngập cả Jacob vào. Jacob đang bị đánh rất đau, Jacob bị bắn. Odali đó là Odali đứng đằng sau, anh ta có lượng sát thương khủng khiếp nhờ vào chiều cuối của mình, thêm cả kiệt sức nữa. Dịch chuyển, mọi thứ vẫn chưa dừng lại được, có dịch chuyển xuống, cơ mưu đu vào tường, cơ mưu không làm choáng được ai và chỉ là dừng lại gây áp lực mà thôi. Và trong một pha giao tranh họ đầu tư rất nhiều những phép bổ trợ, đó là kiệt sức đến từ Sinh, đó là hồi máu đến từ Killer, nhưng không thể hạ gục được Jacob. Jacob dập rất nhiều nguy hiểm và anh ta đang phải lùi về trước sự bao bọc của Odali. Odali bật cho mình cái chiêu cuối chủ chiếc tiêu chiếu lên, anh ta xả mà lại một lượng sát thương khiến cho ba người của New Power hoàn toàn phải lùi lại. Alistar một vị tướng hỗ trợ không cần nhiều đồ mà vẫn rất trâu ở trong tình huống rồi, anh ta hứng chọn tất cả những sát thương đến từ New Power mà không phải nằm xuống. Và trong trận đấu này thì cái quá trình đi đường đang là một cái bài toán đã được giải đến từ Fighter Gaming. Họ làm rất ngọt bạn con bài này, và cái trụ đường dưới đang là điều mà New Power hướng tới. Họ chắc chắn có được cái trụ này, đây sẽ là cái trụ đầu dành cho Killer. Killer có được thêm một chút tiền đến từ trụ đầu, anh ta sẽ đến với cái tam hợp kiếm nhanh hơn. Phút thứ 16 mới mất cái trụ đầu thì nó cũng không phải là cái gì đó nó quá là quan trọng đối với các thành viên của Fighter Gaming, khi cái quá trình đi đường họ gần như đã vượt qua rồi. Và khu vực đường giữa, Ryze lấy cho mình cái mặt nạ vực thẳm, vừa có sức chống chịu vừa có sát thương, anh ta đánh rất chắc cốp, Pampy đánh rất chắc cốp, và gần như là không, nếu mà để solo kill thì Khanh cũng rất là khó để có thể hạ gục được Pampy ở thời điểm hiện tại. Chính xác, với bộ combo là mặt nạ vực thẳm cùng với rời khai sáng và thêm một nước mắt nữ thần nữa thì vừa có máu, vừa có năng lượng, vừa có khả năng hồi chiêu rất là tốt đến từ vị trí của Pampy. Anh ta đang chơi một con kèo Ryze rất là chắc. Và ngày xưa thì vị trí của Ryze thì thường là lên cho mình cái triệu trường sinh để vừa có sát thương vừa có máu luôn, nhưng bây giờ mặt nạ vực thẳm nó cũng cung cấp điều đó, nó cũng lên bằng giá vĩnh hằng, nó cũng có một chút sức mạnh phép thuật, lại vừa có chống chịu, lại không cần phải đợi điểm nữa. Và đó là những gì Pampy lựa chọn, khác với vị trí của Khanh ván đấu lần trước. Khanh ván đấu lần trước là anh ta lựa chọn cái triệu chứng sinh của mình. Ván đấu lần này thì Ryze quyết định là lên luôn cái quyền trượng thiên sứ để có thể up lên quyền trượng đại thiên sứ một cách nhanh nhất có thể. Trong trận đấu thì rõ ràng Dalos anh ta đang không có được quá nhiều những cái sự áp lực của mình và tấn công rất nhiều Chocobo, nhưng đó là liên tục những cái pha giáo trượt. Từ đó đến giờ hình như là vị trí của Dalos chưa quăng giáo trúng phát nào đúng không? Thực ra là quăng cũng khá trúng nhưng mà lại trúng toàn vào Shenzhuani và Alistar thôi. Những vị trí anh ta giơ mặt ra và mời Darklord phi trúng hộ tôi. Bây giờ vấn đề là họ đang Darklord vẫn đang tạo được cái áp lực lên chính mà chỉ lên rừng thôi, lên Virus thôi, mà Virus Shenzhuani cũng không cần phải
quá nhiều tiền để có thể có cho mình cái lựa chống chịu. Một đội hình có hai con bài không cần nhiều đồ vẫn có thể chống chịu được nhiều sát thương. Đây chính là một cái tiền đề rất tốt để họ bước vào những cái pha giao tranh. Khi mà bên phía Nibor sau khi lấy được cái trụ đầu tiên, họ quyết định đổi đường. Họ để cho bộ đôi đường giữa của mình ra khu vực đường giữa. Khoan đã, Jacob, Jacob dính giáo, Khanh. Có Khanh đang... ở đây, Khanh đang bị bắn, Khanh rút về. Nhưng Khanh vẫn còn có một lượng ổn định. Orale đang bị tấn công rất nhiều, anh ta tốc biến thoát đi. Nhưng đây là tạm kèm với khả năng làm chậm tốt của mình. Niali có điểm hạ gục đầu tiên trong pha xử lý này. Jacob có thể sẽ phải nằm xuống. Nhưng đó là một pha hất ngược với bật chiêu cuối. Nhưng ngậm luôn cả chiêu cuối lẫn con bò Kobe này. Và double kill dành cho Dalos. Một đội hình có khả năng dồn sát thương vào một mục tiêu cực lớn đến từ Nipower và một bước di chuyển sai lầm đến từ bộ đôi đường dưới của Fighter Gaming, họ đã phải trả giá bằng hai điểm hạ gục. Những người có được điểm hạ gục lại hai điểm hạ gục lại nằm cả vào tay của Darklord, một người đang nắm giữ một lượng tiền khá khá bên phía của Nipower khi anh ta cướp được rất nhiều rừng và họ hướng tới luôn con sứ giả khe nứt Chocobo ở khu vực đường dưới, có thể sẽ lấy được cái trụ đầu tiên này dành cho Fighter Gaming. Chính xác, với cái trụ đầu tiên như thế này thì lượng trên người tiền không phải là nhiều. Nhưng cái vấn đề là bên phía Newpower họ đang lấy lại cái lợi thế của mình bằng cái việc lấy con sứ giả khe nứt đầu tiên trong ván đấu lần này. Với con sứ giả khe nứt thì cái khả năng họ lấy thêm được một trụ nữa, đặc biệt là ở khu vực đường giữa, nơi mà có rất nhiều người chơi bên phía của Fighter Gaming họ không tập trung ở đây, mà chỉ có một mình Rai mà thôi. Nhân lực được tập trung xuống con rồng gió ở ván đấu lần này. Đổi một rồng gió lấy một con sứ giả khe nứt thì chắc chắn là sứ giả khe nứt sẽ lờ hơn rất là nhiều rồi, vì dòng gió không có Hecarim, không có những cái khả năng tấn công quá mạnh bởi đội hình, thì rõ ràng là bên phía Newpower đang có lợi thế hơn rất là nhiều. Và người cầm nó lại là vị trí của Dalos của khu vực Niali. Bây giờ dồn người ra đường giữa với rất nhiều nhân lực được tập trung lại ở đây, Pampi này, rồi thì Jacob này, thêm cả Senjuani cũng đang hướng đến vị trí này. Có vẻ như đây chuẩn bị là một bãi chiến trường khá là gay gấn đến từ cả hai đội tuyển mà thôi. Koki đặc biệt là giai đoạn đầu trận đấu anh ta đã hoàn thành xong được cho mình cái tam hợp kiếm. Đây là một món trang bị rất rất quan trọng dành cho vị trí của Koki, bởi vì nó sẽ đảm bảo lượng sát thương của bạn rất là khủng khiếp. Thêm cái đại bác liên thanh kia nữa, tức là tầm bắn sẽ có nhiều pha crit hơn, nhiều pha tấn công hơn. Nhưng đó là chiều cuối đến từ Rai, lao vào tấn công nhưng Chocobo đóng lồng được một người và Dalos không phải nằm chắc chắn, không thể thoát được trong pha xử lý đó. Một tình huống sử dụng chiêu cuối rất hay đến từ Pampi, cùng với đó là khả năng lòn của Chocobo là cực kỳ ổn. Anh ta bắt được vào Darklord, gửi cho mình cái tối hậu thư và Darklord đã ký tên cho mình một cái giấy khai tử cho tình huống vừa rồi. Một cái trụ đường giữa đổi lên một mạng thì bên phía Nibor vẫn đang rất là lời. Họ vẫn có được cho mình đó là thêm một cái trụ nữa, họ đang dẫn 3-1 về trụ. Thì cái điểm này, đặc biệt là Khanh nha, anh ta đang rất là giàu ạ. Phút 21 anh ta cầm cho mình 3 món đồ. Chính cực xác. Kỳ ba món đồ là cực kỳ là tốt. Ô, tiến vào Baron luôn này. Còn... có vẻ là hơi căng kèo đây khi mà tất cả thành viên tiến vào Baron. 5-4 và bây giờ có người bị choáng rồi. Đó vị trí của Koki. Koki ấn cho mình cái đồng hồ ngưng động. Khanh vẫn còn sống. Khanh có thể chạy được. Và Killer vừa giết được Chocobo. Tiếp theo là bốn người còn lại. Jacob thấp máu. Jacob đang cố gắng chạy nhưng người đồng đội của anh ta thì đã phải nằm xuống. Hai cái double kill dành cho Edril và Koki tiến vào con Baron. Đó là New Power. Tại sao bên Fighter Gaming họ lại quyết định một quyết định cực kỳ sai lầm từ vừa rồi, họ lao vào con Baron. Họ không có quá nhiều cơ sở, bây giờ cái lượng sát thương của họ lên con Baron này không, thực sự là không nhiều. Còn bên phía của Newpower họ lại có những cái chiêu thức cấu rỉa từ xa lại rất là khó chịu và mang nhiều sát thương. Họ đi vào một cái khu vực nó nhỏ hẹp như vậy, làm sao họ né được hết các cái bộ chiêu thức bên phía Newpower ở đây. Một tình huống sai lầm của Fighter Gaming, họ trả giá vào một con Baron bị gần như là quét sạch. Bây giờ thì lợi thế một lần nữa nó lại đảo ngược lại bên phía Johnny Power. Một con Baron thêm những điểm mà cục họ đang dẫn là hơn 5.000 tiền. Tôi đã hiểu vì sao Fighter Gaming phải xuống đánh vòng thăng hạng rồi. Rõ ràng là như thế. Bởi vì ngay ở phút thứ 20, tức là con Baron vừa sinh ra cách đấy khoảng 40 giây thôi, hạn 30 giây thôi, họ tiến vào và tấn công nó. Công nhận là Baron lúc mới sinh thì nó vẫn còn yếu, nhưng chính bản thân những người chơi ở bên phía Fighter Gaming họ còn yếu hơn. Và lượng đồ chưa có quá nhiều. Và hãy nhìn lượng sát thương này, họ dồn tất cả vào Koki nhưng ấn một cái đồng hồ ngưng động và có Tam Ken ở đó. Như tôi đã nói giai đoạn đầu, chỉ cần Tam Ken nhìn thấy một vị trí nào đấy thấp máu, một vị trí quan trọng, anh ta lập tức nuốt đi ra chỗ khác chơi. Và phần còn lại của cái đội hình bên phía Newpower, họ sẽ sử dụng khả năng cấu máu quá khủng khiếp và lượng sát thương dồn nhồi vào trong một khoảng thời gian ngắn, nó là nhiều và khiến cho Fighter Gaming phải gục ngã.
Vậy thì một tình huống giao tranh khu vực Hamilton đó thì phải nói là bên phía Nibor họ có cái khả năng nhấp nhả rất tốt, họ ra vào cực kỳ ổn. Và hết những cái hiệu ứng khống chế, hết cái bô la băng hàn, hết chiêu cuối đến từ Kermil thì họ bắt đầu lao vào. Và dây lao vào lúc đó không bị một hiệu ứng khống chế nào nữa và tan vỡ là những gì Fighter Gaming nhận được. Bây giờ để đẩy đường giữa đang có vào giao tranh ở đây, chiêu cuối bật lên từ Sejun đi không trúng ai khi sinh đã nuốt được killer trở về. Bây giờ thì Rai xuất hiện cản bốn người đang đánh năm ở đây, đó chính là New Power. Chiêu cuối đến từ Odali rất nhiều, Chocobo lao vào với chiêu cuối của mình với đầu tư rất tốt, hạ gục được Ezreal rồi. Ezreal không được chơi, Tam Ken vẫn còn rất nhiều máu, sinh hạ gục được Jacob và Oralai phải biến đi chỗ khác rồi. Bây giờ lượng sát thương nhồi vào là quá khủng khiếp với những sải tay dài và khả năng cấu máu tốt đến từ New Power. Họ đang kiểm soát hoàn toàn khu vực đường giữa này với bộ đội Baron. Và cái một điều rất cần thiết để cho đội hình cấu máu khi mà họ cần phải có rất nhiều lính đúng không? Và con Baron này thì đã giúp họ có được cái lợi thế đẩy lính vào cực kỳ ổn và có những quả trống để tung cho mình những bộ chiêu thức cấu máu. Bây giờ cái trụ khu vực đường giữa đã bị phá hủy, cái trụ bảo vệ nhà lính đã bị phá hủy và Vios lao vào, anh ta lập tức phải lùi ra với lượng sát thương trả lại cực kỳ ổn đến từ New Power. Bây giờ thì Jacob đã có thể đi về mua đồ và đẩy hai đường cánh khi mà lính hai đường của họ đang đẩy rất cao ở thời điểm hiện tại. Chúng ta đã thấy là Killer bị giết rất là sớm nhưng mà lượng sát thương dồi vào đến từ New Power nó vẫn là quá nhiều. Nó tương tự giống như pha lao xe của Baron vậy. Dalos buộc lòng phải ấn cho vị trí của Khanh, buộc lòng phải ấn cho mình cái đồng hồ ngưng động. Nhưng bốn người còn lại, lượng sát ba người còn lại thôi, vị trí của Sinh tôi không tính là một vị trí sát thương, thì cái khả năng làm tụt máu đối phương, tụt huyết áp nó vẫn rất là cao. Và trong pha thi đấu vừa rồi thì với lượng chỉ số về lính, với chỉ số về lượng sức mạnh đang khá là vượt trội so với phần còn lại của bản đồ này, New Power đang vẫn dẫn trước cái lợi thế về cái thứ nhất là mạng hạ gục này, thứ hai là về tiền. Thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ là Fighter Gaming đã cần, cái sự cần của họ là đợi cho hết bộ lợi Baron đi, rồi sau đó là tập trung người vào đánh một đường thôi để hạn chế tối đa khả năng giao tranh tổng của bên phía New Power. Còn sau đó là đẩy lính ở các đường khác, nơi mà Khanh cùng với cả Bong bây giờ là chơi kiểu là tách đội hình ra để chơi rồi. Bây giờ vị trí của Khanh không thoát ra nổi, có 10 thảm lửa bây giờ thì cũng không đi đâu được cả. Và đó là hai chiêu cuối cực kỳ tốt đến từ hai người chơi của bên phía Fighter Gaming. Tôi đang định nói rằng họ bây giờ cần phải bắt được, bây giờ Jacob đã bị bắt, Odali đang tàng hình lên, Bong đang là mục tiêu bị hướng tới, nhưng cả đây có cả bốn người và họ sẽ không bị làm sao cả trong tình huống này. Con dòng lửa thứ hai dành cho New Power khi không có một động thái can thiệp nào đến từ các thành viên của Fighter Gaming. Và tôi đang nói là đây là một thời điểm rất nhạy cảm dành cho New Power khi họ cần phải chất chiêu những cái lợi thế của mình, họ phải đẩy nhanh hơn nữa. Nếu như để trải qua khoảng thêm 10 phút nữa, thêm được lựa trang bị, đây những pha di chuyển họ về phía Fighter Gaming liên tiếp có được hai trụ ở khu vực đường trên. Bây giờ cái trụ thứ hai này nó sẽ phải nằm xuống, thêm một trụ nữa, 4-5 về trụ, thêm một cái lượng tiền quan trọng được dành cho Fighter Gaming. Tôi đang muốn nói là nếu như để cho New Power, để cho Fighter Gaming có được thêm những cái món trang bị có khả năng chống chịu ạ, thì vào trong giao tranh thì họ không bị chết sốc bởi cái lượng sát thương đâm mục tiêu đến từ New Power nữa, thì cái khả năng giao tranh của New Power thật sự là không mạnh bằng Fighter Gaming. Họ đang đợi cho vị trí thứ nhất là của Pampi, cũng được tôi cho là một semi tank, tức là nửa tank nửa có thể gây sát thương được. Trong khi đó thì Jacob và vị trí của Senjuani bắt buộc là phải lên thuần chống chịu để có thể đỡ được lượng sát thương ở dàn trước với các kỹ năng định hướng cỡ như là giáo này, hay là tên lửa đạn đạo tên lửa định hướng này, rồi thêm ở cầu sấm cầm gia tốc đến từ New Power nữa, thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn trong những pha giao tranh, đặc biệt là họ phải chủ động trong những pha lấy trụ hơn, chứ đừng để kéo nhây. Bong cùng với cả Khanh là hai vị tướng khả năng đánh trụ rất là nhanh và lượng sát thương của họ dồi vào rất là nhiều, nửa xạ thủ nửa đấu sĩ như thế này, và Killer cùng với Sinh và vị trí ở Dalos sẽ được đẩy ra khu vực đường giữa để có thể liên tục đẩy lính và gây một lượng áp lực rất là lớn. Đường trên thì bây giờ bên phía của Fighter Gaming họ đang có những cái động thái kiểm soát lại khu vực đường trên của mình, đặc biệt là ở phút thứ 26, khi mà khoảng hơn một phút nữa thôi là con Baron sẽ ra. Đây sẽ là một mục tiêu rất quan trọng cả hai đội tuyển cần được chú tâm vào. Nhưng hãy nhớ rằng đường giữa bên phía Fighter Gaming họ đã bị lủng mất cái trụ bảo vệ rồi, tức là họ hoàn toàn, nếu cái pha giao tranh ở gần hang Baron này mà thua ấy, là bên phía Fighter Gaming gặp rất nhiều khó khăn trong những pha phòng thủ của mình đấy. Và New Power họ có được nhiều sự lựa chọn hơn sau khi có được cái trụ bảo vệ nhà lính ở khu vực đường giữa. Bây giờ lính hai bên cánh của họ đã cố gắng đẩy cao lên Khanh ở khu vực đường trên, anh ta đang tiếp cận vào cái trụ hai. Và khi có Baron ra, họ có được nhiều cái sự lựa chọn hơn là Fighter Gaming. Họ có thể lựa chọn để cho đội Fighter Gaming lao vào hai bên đường trước, họ
lao lên lấy cho mình cái nhà lính ở khu vực đường giữa. Như vậy họ cũng không quá lỗ. Sau khi đó thì lính hai đường họ đẩy cao, họ có thể tận dụng để lấy được thêm những cái trụ thứ hai. Bây giờ thì cái dàn trụ ngoài của Fighter Gaming không còn quá nhiều, họ chỉ còn lại ở khu vực đường trên và khu vực đường dưới mà thôi. Đường giữa là một cái khoảng trống rất là mênh mông, và cái đường giữa chúng ta đã biết trong Liên Minh Huyền Thoại, đường giữa là một đường dẫn ra tất cả các mục tiêu lớn nhanh nhất và cần phải kiểm soát tốt nhất. À, chính xác là như vậy. Và bây giờ Oralai cùng với cả Bong đang chuẩn bị có một pha đối đầu ở khu vực đường giữa này chăng? Chỉ dừng lại ở đẩy lính mà thôi. Bong có, tôi nghĩ rằng Bong ở thời điểm hiện tại anh ta vẫn giữ cái lối lên đồ cũ, đó là rìu đen cùng với cả kiếm Majomu và thêm cả một cái cung xanh để đảm bảo khả năng xuyên giáp của mình nữa. Cũng ổn thôi. Với những cái lợi thế như thế này thì có lẽ là vẫn sẽ ổn. Anh ta, tức là vị trí của Bong, anh ta không muốn có một lượng, không phải là muốn một lượng sát thương sốc, mà là muốn một cái vị trí mà dây có thể trụ lại được trong giao tranh nhiều hơn. Sát thương DPS. Đúng rồi, sát thương DPS với lượng máu này, với khả năng tăng tốc độ chạy này, nhưng vẫn giữ được một lượng sát thương rất là ổn định. Bây giờ có mở giao tranh đến từ vị trí ở Rai, chở bao người vào đây và tấn công, và hai người từ bên phía của New Power đang bị hất tung lên, và Niali là người được chọn. Niali vẫn được chơi, Niali thất máu và anh ta đã phải nằm xuống đến từ Chocobo. Bong đi ra nhưng cảm thấy hơi cô độc, anh ta bị đóng băng vào, và có lẽ là Chocobo sẽ là người có điểm hạ gục tiếp theo hay chăng. Khanh cố gắng thoát ra, double kill dành cho Chocobo, Killer được chọn, Killer vẫn thoát ra được nhờ anh ta nhảy được, nhưng Khanh thì đang thấp máu và sẽ phải biến về. Nhưng đây là một pha giao tranh rất tốt ở giai đoạn tiền Baron. Như thế là bên phía của New Power họ đang mất quá nhiều người trước khi mà con Baron sinh ra, và đây sẽ là một lợi thế cực lớn dành cho Fighter Gaming đấy chứ. Một tình huống cực kỳ nhạy cảm của Rise, anh ta làm một cái xe hàng cho tình huống rồi, anh ta chở cả 4 thành viên và Jacob. Combo cực đẹp chúng hai người, Orali ở ngoài bắn cực ổn với chiêu cuối chỗ chích chiêu chiếu, và Chocobo đến đóng lòng ở vị trí của Niali, đắc lột không thể chạy được với cái lượng khống chế cực mạnh đến từ Fighter Gaming. Đây là một cơ hội mở ra và họ đang nắm quyền kiểm soát con Baron. Con Baron này sẽ rất quan trọng với các thành viên của Fighter Gaming. Nếu như không có con Baron này họ sẽ mất, gần như mất cả trận đấu á, bởi vì là cái khu vực đường giữa họ đã tinh hình rồi, đã mời chào bên phía của New Power. Rồi. Và cái vấn đề ở đây là New Power họ cần có cái khoảng trống, họ cần lính của họ đẩy cao để có những khoảng trống sử dụng chiêu thức cầu máu của mình, những pha phi giáo, những pha bắn quy của Ezreal, hay là những pha cầu sống của cầm gia tốc, rồi là tên lửa định hướng nữa. Họ cần những rất nhiều khoảng trống, và nếu như bây giờ họ mất con Baron thì cái khoảng trống nó gần như là không còn. Chính xác. Bởi vì cái dàn chắn bên phía của Fighter Gaming đó là Alistar, đó là Sejuani, là cực kỳ cứng. Alistar ngay từ đầu tôi đã nói đó là con bài này, con bài không cần nhiều đồ mà vẫn rất khỏe với cái chiêu cuối bỏ đi tới 70% sát thương là cực kỳ ổn. Và bây giờ thì đang có một chút hội ý tạm dừng đến từ cả hai đội. Chúng ta phải nhìn lại một chút về pha giao tranh vừa rồi. Trong pha giao tranh vừa rồi có phải là pha giao tranh mà họ đã bị quá bất ngờ không? Bên phía của Fighter Gaming đã làm rất bất ngờ các thành viên của New Power. Họ thậm chí là không kịp phản xạ gì, họ chỉ biết cắm đầu chạy về thôi và bị dính rất nhiều những cái trạng thái khống chế. Thứ nhất là đội hình của New Power là một đội hình khá là mỏng. Họ ngoài Tam Ken ra thì 4 thành viên còn lại hoàn toàn là những vị tướng thuần sát thương, không có quá nhiều sức chống chịu. Thứ hai là Rai. Cái chiêu cuối của Rai vừa rồi là một chiêu cuối cực kỳ thông minh. Nó chặn đường và ép góc khiến cho đội hình của New Power hầu như là không chạy được. Và Niali là người được chọn trong pha xử lý vừa rồi. Tiếp theo là sau khi Niali nằm xuống, cái đội hình của Fighter Gaming họ chia New Power ra làm hai hướng, một bên là Jay và một bên là ba người còn lại, và hai cánh xạ thủ đó là Corki cùng với Ezreal không thể nào mà bắn được trong pha xử lý vừa rồi. Họ bị dồn một lượng sát thương rất là lớn, cả Jay, cả Corki và Ezreal hầu như là thấp máu và không thể tiến vào giao tranh nữa. Còn Jay thì bị Chocobo khóa chân lại và anh ta không đi đâu được cả, buộc lòng phải nằm xuống, mất hai người trong chính khoảng thời gian như vậy. Thậm chí là đến cả Tam Ken cũng không kịp làm gì để cứu hai người đồng đội của mình luôn. Đó thực sự là một cái pha chiêu cuối rất là khủng khiếp đến từ vị trí của Pampi. Đúng là như vậy, như anh Hùng đã phân tích thì vị trí để có thể tấn công bên phía Fighter Gaming là cực kỳ đơn giản. Một trong bốn vị trí trừ Tam Ken ra thì bất kỳ vị trí nào bị bắt đều được hết, bởi vì họ lên rất nhiều sát thương và họ là một những vị tướng rất là mỏng cơm thôi, không có quá nhiều những cái gì có thể chạy thoát được cả. Kể cả đó có là Jay, người đang có cái lượng đồ khá là ổn với cái rìu đen có thêm một chút máu, thì vị bắt vẫn cứ nằm xuống như thường mà thôi. Và với đội hình này
với đội hình thuần sát thương và cầu máu như này, nếu như họ để bị bắt mất một người thì khả năng khép góc và bắt và bắn các chiêu thức để cầu máu thì sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Fighter Gaming đã đánh một canh bạc liều ở trong tình huống vừa rồi và họ là người giành được chiến thắng. Một tình huống sử dụng chiêu cuối của nó tôi thấy rất là hay của Rice, anh ta 200 IQ đấy. 200 IQ ạ, anh ta chặn luôn đường vào và vừa đáp đất thôi là một con quái vật. Senzuani với Alistar lao vào, thật sự là rất ghê gớm. Thực ra thì cái tầm như là Rai ở thời điểm này anh ta cũng hoàn toàn có thể đứng lên cao hơn so với mặt bằng chung của đội tuyển hình để có thể có một pha tốc biến chói này, có nội tại nữa thì nó lên cái pha chói đến lên đến 2 giây thì chắc chắn là đội hình đứng sau có khả năng lao lên rất nhiều, chưa kể là trong cái đội hình đó lại còn có cả Senzuani và Alistar nữa. Bạn chỉ cần có chiêu cuối của Rai trở gần đến đội hình của đối phương, sau đó quăng cái Bola băng hàn ra một cái là Alistar cùng với những thành viên còn lại sẽ thoải mái dồn hiệu ứng khống chế và sát thương vào rất là đơn giản mà thôi. Cái vấn đề khoảng cách vẫn luôn là một trong những cái vấn đề về cái vấn đề quyết định chiến thắng trong ván đấu này đến từ cả New Power và Fighter Gaming. Bên thì liên tiếp ép vào để có được cái khả năng dồn khống chế và lượng sát thương, còn một bên thì chỉ nên giữ được chỉ nên giữ cái tầm an toàn ở một cái sải, tức là bạn vừa có thể tiếp cận cấu rỉa ở ngoài mục tiêu lớn, bạn vừa có giữ được cái sự an toàn cho chính bản thân mình. Bởi vì đội hình của New Power họ chỉ cần mất một người thôi là hầu như cái khả năng cấu rỉa, cái khả năng thả diều nó đã bị hạn chế rồi. Sát thương thì vẫn còn nhưng mà cái khả năng thả diều thì hầu như đã bị loại đi rất là nhiều. Và đặc biệt là khi mà đội hình của bên phía của Fighter Gaming mà họ tiếp cận được từ 2 đến 3 người là chỉ có thể là nằm xuống thôi, bỏ người lại mà chạy. Bên phía Fighter Gaming đây là một đội hình có rất nhiều những trạng thái khống chế và khả năng mở giao tranh của họ là cực kỳ tốt, với rất nhiều những cái phương án mở giao tranh, nào là Alistar, nào là Senzuani và thậm chí là Rice. Anh ta đã hoàn thành xong cho mình cái đồng hồ cát rồi và anh ta hoàn toàn có thể lao lên và mở giao tranh. Còn bên phía của New Power thì họ lại rất là hạn chế về mặt mở giao tranh này, họ gần như là không có cái phương án nào mở giao tranh để mà tốt ấy, chứ họ chỉ có thể cấu máu trước tiền giao tranh thôi. Nếu như họ cầu máu tốt thì họ còn có thể lao vào, chứ nếu như trong những tình huống như chúng ta đã nhìn từ kể từ đầu trận thì cũng không có quá nhiều khoảng trống đâu. Và trận đấu đã tiếp tục. Bây giờ thì Killer đang phải lao ra hang Baron, có một chút Tamken nữa. Bên phía của Fighter Gaming họ đã tấn công một con Baron với tốc độ còn tôi nghĩ là cũng rất là nhanh với cái lượng đồ này, nhưng từ trick mà thôi. Con Baron đang bị ăn đi, chỉ còn có lại 4.000 pha cùng ánh sáng, liệu có thể cướp được không? Không có rừng. Nhưng đây là một đội hình cấu rỉa vẫn rất mạnh với 3 người. Và nếu bên phía của Fighter Gaming không có khả năng chạy thoát thì họ sẽ gặp nguy hiểm. Pampi là người được chọn, nhưng tả sát thương rất là đau. Nhưng Corki vẫn là người có lợi thế hơn. Vấn đề là con Baron này lại thuộc về bên phía của Fighter Gaming rồi. Họ sẽ cố gắng tập trung thật nhiều người ở một khu vực đường nào đấy, chọn lấy một khu vực đường để có thể gây ra một cái lượng áp lực rất là lớn trước vị trí của New Power. Thời điểm này thì tôi nghĩ là cái ngưỡng sức mạnh của New Power họ đã bắt đầu có dấu hiệu là trượt dốc, bắt đầu có dấu hiệu là trượt dốc với rất nhiều vị tướng có khả năng cấu rỉa mạnh ở giai đoạn đầu. Nhưng giai đoạn sau khi mà đối phương đã có chống chịu rồi thì cái khả năng gây đột biến của họ sẽ bị giảm đi rất là nhanh. Nên nếu New Power còn giữ lại được ván đấu này, họ nên kết thúc thật là nhanh đi trước khi Fighter Gaming họ biến thành những con quái vật trong những cái pha xử lý của mình. Thật ra cái việc Pampi nằm xuống trong tình huống vừa rồi là bắt buộc và có lẽ không có quá nhiều điều có thể bị lỗ, bởi từ Fighter Gaming họ sẽ chia đội hình 1-4 và cái vấn đề là Chocobo vẫn còn cho mình bộ lợi Baron, ba thành viên kia vẫn còn bộ lợi Baron thì đó không phải là vấn đề đến từ các thành viên của Fighter Gaming. Chocobo nằm xuống một mạng đổi lấy con Baron. Bây giờ chênh lệch về tiền đã không còn quá nhiều giữa hai đội nữa, nó chỉ còn lại hơn 1.000 tiền nhưng về phía New Power mà thôi. Tuy nhiên cái lượng tăng sức mạnh đến từ Fighter Gaming đang là cực kỳ tốt với những con bài đang có, đó là Senzuani, anh ta hoàn thành luôn cho mình cái dây chuyền Iron Solari rồi. Alistar cũng đã có Iron Solari và hai cái dây chuyền Iron Solari là một cái gì đó cực kỳ khắc chế, đúng không? Đó chính là cái gì đó khắc chế đội hình cấu máu này đó. Anh ta xem bật hai cái Iron Solari chứ nó không mất máu á. Không mất máu, những cái vị trí quan trọng là không hề mất máu một tí nào cả. Bây giờ họ cử Chocobo xuống khu vực đường dưới để lẻ. Nếu mà nói về solo 1-1 thì tôi rất khó có thể tìm ra vị tướng nào có thể solo lại được với cả con bài Kermit ở thời điểm hiện tại với KDA là đến 6-2-3 cơ.
còn có Koki á, nhưng mà nếu như để Koki đi Koki xuống mà xuống thì ăn ngay một cái tối hậu thư thì chúng có thể nằm thôi. Bây giờ Bong bây giờ đứng trong trụ mà còn gặp rất nhiều cái sự nguy hiểm đây này. Và đó là Fighter Gaming lấy được đến hai trụ chỉ sau khoảng một khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Họ cử bốn người ra đường giữa bắt đầu có đánh nhau và người được chọn đó là Senjuani. Anh ta đi rất sâu, anh ta đi từ hướng nhà đối phương ra đúng không? Và đó là một cái pha di chuyển rất là khó hiểu, nhưng Rai bây giờ đang cố gắng thoát đi bằng chiêu cuối của mình. Anh ta chói thành công vị trí của Khanh và thoát đi với cái chiêu cuối của mình. Và cái trụ thứ ba khu vực đường dưới vẫn chưa phải nằm xuống, đến từ các thành viên của Need Power, họ cử người xuống, họ cử rất nhiều người xuống để có thể phòng ngự nó. Tuy nhiên là cái lượng lính, cái đợt đẩy này đang có khá nhiều tác dụng khi mà các thành viên Need Power họ quyết định bỏ qua lính, họ tấn công vào cái trụ nhà lính này mà thôi, khi không còn trụ bảo vệ nữa. Bây trụ giờ nhà lính đang chuẩn bị vỡ. Killer đang Jacob lao lên, Jacob đang chống chịu rất nhiều sát thương. Bom đã bị hạ gục bởi vị trí của Papi. Tiếp theo là Khanh được chọn hay chăng, nhưng Sinh mới là người thấp máu. Double kill dành cho Rai. Chocobo đang tìm người, Chocobo hoàn toàn có thể chọn một vị trí bất kỳ nào đấy. Anh ta đang chờ đợi cái dây móc của mình có thể gọi là hồi chiêu được. Và bây giờ đó là một cú dây móc làm choáng thành công Killer, và anh ta đang cố gắng thoát đi, bị làm chậm lại rồi. Đây là một Chocobo có thiên thạch và Khanh đang cố gắng cấu rỉa giữ lại mạng sống cho người đồng đội của mình. Có đàn lốt ở đây, chiêu cuối được dùng ra, Khanh là người được giữ lại nhưng vẫn có điểm hạ gục. Chocobo đã phải nằm xuống, có giáp thiên thần đến từ vị trí của Khanh, nhưng liệu rằng anh ta có sống được với quá nhiều lượng sát thương đến từ con Trick này không? Double kill là dành cho Oralai. Rất đáng tiếc dành cho các thành viên Nipower, họ đã có một quyết định cực kỳ sáng suốt khi họ quyết định đẩy vào cái trụ nhà lính ở khu vực đường giữa, nhưng họ lại không thể công, họ không thể dứt điểm các nhà lính một cách nhanh chóng và bị cái khả năng ào ra đến từ các thành viên của Fighter Gaming khép góc và mở giao tranh. Bây giờ thì có thể mất liên tiếp cả hai cái trụ, đó là các thành viên của Nipower họ đã tấn công vào vị trí của Papi, như Papi đã dùng cho khó chịu ấy. Rất khó chịu, anh ta cứu được xạ thủ của mình. Cái trụ bảo vệ nhà lính ở khu vực đường giữa của Nipower cũng đã phải nằm xuống. Chưa, cái trụ bảo vệ cái trụ nhà lính thì chưa. Cái trụ bảo vệ nhà lính. Trụ bảo vệ thì bảo vệ, nhưng nhà lính thì chưa. Và tiếp tục là một con rồng gió nữa dành cho Fighter Gaming. Đen nhỉ? Đen hơi đen ạ. Bởi vì là nếu hai con rồng lửa thì bên phía Nipower đã có. Bây giờ thì bắt vào vị trí Olali, đó chính là Sinh, anh ta kéo theo Dark Lord, nhưng pha giáo lại không tới tầm và bây giờ con dòng gió cũng sẽ phải nằm xuống dưới sức thương đến từ Trick trong tay của Olali. Bây giờ các thành viên phải tự cái mình, họ sẽ về nhà mua sắm cho mình thêm những trang bị. Sejuani sắp hoàn thành cho mình cái da máu của mông, đây là một thời điểm mà anh ta đang rất trâu. KDA là chỉ là 139 mà thôi, nhưng mà những cái gì mà anh ta can thiệp vào trận đấu này, can thiệp vào cái quá trình đi đường cũng như là cái khả năng kiểm soát bản đồ của anh ta là tốt hơn với Nearly ạ. Chính xác. Với một vị trí Senjuani thì bạn không nhất thiết cứ phải ăn mạng, bạn không nhất thiết cứ phải có một KDA thật đẹp để có thể gánh đội, mà việc bạn cần làm đó là cắm con mắt này, lên đồ chống chịu này và có một pha chiêu cuối thật là đẹp. Thì mọi thứ như vậy đã là quá đủ để có một giao tranh thắng rồi, giống như vị trí của Ambition thường làm. Còn vấn đề bây giờ là bên phía của Fighter Gaming họ đang cố gắng tận dụng nốt những cái lợi thế mà con Baron vừa mang lại được để có thể tấn công ra các khu vực đường khác. Bom đang phục kích ở trong cái bụi này. Chocobo có vẻ như là không biết, nếu solo 1-1 thì tôi nghĩ rằng ai chủ động hơn thì người đó sẽ có chiến thắng. Ông, tôi thấy là nếu như Bom có chủ động thì anh ta cũng không thể thắng được đâu. Chocobo bây giờ anh ta đang rất trâu. Và bây giờ hất được vị trí Nearly về, đang bị tấn công rất nhiều, Dalot vẫn thoát ra được, nhưng đó pha đóng lồng tốt đến từ vị trí của Chocobo. Tiếp theo người phải nằm xuống là Chocobo, và Sinh đang có một lớp giáp cực kỳ dày bởi cái nội tại da dày của anh ta. Mất người rồi, và Khánh cùng những người đồng đội đang cố gắng bào nốt những cái lượng máu cuối cùng từ bên phía của Fighter Gaming. Mất đi 3 người, chính xác hơn là 4 người, chỉ có mình Vampy có thể chống cự lại mà thôi. Một tình huống bắt lẻ và giao tranh trong khu vực nhỏ hẹp thì tất cả những cái bộ chiêu thức cấu máu nó phát huy hết tác dụng của mình luôn, và cái lượng sát thương nhồi vào một mục tiêu đến từ Nipower thật sự là kinh khủng. Một Papi mình đang làm gì đây? Papi đang định là làm một cú highlight với pha tiêu diệt hai người. Chắc anh ta được một người rồi, đó xạ thủ của đối phương hồi một lượng máu khá lớn. Và bây giờ Bong đến, Bong cố gắng tìm Papi, có quăng cho cái Bong nào không? Không, đó chỉ là đập hạt thông nổ mà thôi. Đã lột mất máu, nhưng đó là đồng hồ ngưng động, chính xác hơn là đồng hồ cát, nhưng vẫn có được điểm hạ gục. Và Papi đã làm rất tốt đấy. Đúng vậy, Papi đã, anh ta câu kéo được rất là nhiều thời gian. Tuy nhiên thì Koki anh ta bỏ mặc kệ và Papi, và Koki lấy cho mình cái trụ nhà lính ở khu vực đường giữa, đang có được những cái lợi thế trước theo con Baron. Cứ khi mà con Baron chỉ còn khoảng 20 giây nữa sẽ xuất hiện, cái trụ bảo vệ nhà lính khu vực đường giữa của Fighter Gaming đã phải nằm xuống. Sẽ có những con thiên vực trì đẩy vào, và lính ở hai đường,
các thành viên của Nipower họ đang cố gắng đẩy lên bên phía đường dưới. Darklord đang xuất hiện, anh ta đẩy được khoảng tầm 3 tên lính và sẽ giúp cho các thành viên của Nipower kiểm soát tầm nhìn tốt hơn. Khi mà lính khu vực đường dưới đẩy cao thì các thành viên của Fnatic Gaming cũng không có nhiều cơ sở để có thể ra được con Hammerlin nhanh chóng. Chính xác, bên phía của Nipower họ đã về nhà và sạc đầy đủ máu cũng như năng lượng của mình để có thể tiếp cận ra con Baron này. Ở thời điểm hiện tại thì cả hai đội tuyển đều đang ngóng chờ con Baron thứ ba ở ván đấu đúng không? Khi mà Jacob cùng với những người đồng đội thì muốn lao vào ăn nó thật nhanh. Trong khi đó Nipower chỉ đợi có thế, họ sẽ đứng ở ngoài cái không gian đó tiếp tục nã đạn vào bắn chiều gái là bên phía của Fighter Gaming thấp máu và lao vào vét nốt phần còn lại mà thôi. Vấn đề của Fighter Gaming bây giờ thì họ cần phải cử Chocobo khi mà Chocobo đang hơn thì chỉ có bom một cái dịch chuyển. Chính xác. Nhưng Khanh lại là một người có dịch chuyển, nên hai cái dịch chuyển là một lợi thế gì đó rất lớn dành cho Nipower. Bây giờ khi mà bom sẽ đi cùng những người đồng đội của mình thì Khanh sẽ là người ra phòng ngự Chocobo. Chocobo không thể đẩy lên quá cao bởi vì cái lượng đồ này của Koki anh ta full đồ đấy. Phút 37 anh ta đang có được rất nhiều những lượng trang bị và lượng sát thương là không thể xem thường. Các thành viên của Fighter Gaming họ bây giờ kiểm soát khu vực đường giữa, họ phải đẩy lính lên thật nhanh bởi vì những con thiên viên chùy này nếu như để cho Nipower câu kéo khoảng thời gian nhiều ở Hammerlin, họ rất có thể sẽ lỗ với những cái trụ bảo vệ nhà chính của mình. Chocobo anh ta vừa về và hoàn thành cho mình cái dìu mã xà, tiếp tục di chuyển cùng những người đồng đội của mình. Bên phía của Nipower đang cố gắng để khép góc và tung ra những bộ chiêu thức cấu máu của mình. Jacob cùng với người đồng đội Olali cũng đang cắm con mắt lên khá cao. Việc này là việc rất cần thiết này bởi vì là cái đường giữa là cả hai đội đều không còn cái trụ nào để bảo vệ. Rai lại mở chiêu cuối và họ tiếp cận Baron với một tốc độ quá kinh khủng. Và đây có lẽ là con Baron dành cho Fighter Gaming rồi. Có những cú ping, có dịch chuyển nhưng chưa tính ở chơi đi rừng đâu cả. Và đây là Baron dành cho bên phía của Fighter Gaming bắt đầu tấn công rồi. Chocobo buộc lòng phải tốc biến thoát đi. Sinh đỡ một lượng sát thương cực kỳ lớn và Sinh bốc hơi rồi. Mất chống chịu toàn đồ hội hình của Nipower đang cố gắng câu kéo. Sát thương là có nhưng bên kia còn lại đến 4 người cơ. Còn bên phía bên này Nipower gãy quá nhiều người rồi. Killer đang cố gắng bắn, Killer đang cố gắng vớt lại cái ván đấu này. Nhưng double kill là dành cho Oralai. Và bây giờ một mình Killer liệu có phòng thủ được hay không khi mà lượng sát thương, lượng lính với Baron là quá lớn. Chúng ta đã một lần nữa được nhìn thấy một chiêu cuối cực hay đến từ Papi. Anh ta lôi cả đội của mình ra hang Baron và tấn công một con Baron cực kỳ nhanh. Họ có được con Baron, họ quay ra và ngay lập tức họ có được pha giao tranh thắng lợi. Orali bắn từ đầu giao tranh đến cuối giao tranh mà anh ta không bị động vào. Anh ta bắn gây ra cực kỳ nhiều sát thương trong tình huống vừa rồi. Và với một trick đang có được tất cả những món trang bị cần thiết thì đây là một pha giao tranh hoàn hảo đến từ Fighter Gaming. Họ một lần nữa có được lợi thế khi có được con Baron và một cái trụ bảo vệ nhà lính khu vực đường giữa của Nipower. Lính đường dưới nó đẩy cao nhưng nó sẽ bị dọn dẹp nhanh thôi bởi vì Pampi đã xuất hiện mất rồi. Các thành viên của Nipower họ hoàn toàn bị bất ngờ. Anh Hùng có thể nhìn thấy là họ đã bị lưỡng lự, bị khựng lại một nhịp khi không nhìn. Bằng bỗng nhiên là các thành viên bên phía mình trước mặt tự nhiên ào một cái và con Rai lại một lần nữa chở tất cả những đồng đội của mình đi vào hang Baron ăn với tốc độ cực nhanh luôn ạ. Tôi nghĩ là cái ván đầu tiếp theo phải cấm ngay cái con Rai này thì nó nằm ở đội nào cũng thấy nguy hiểm cả. Và đặc biệt là một cái chiêu cuối hàng tỷ cái EQ như thế này. Và đặc biệt là bây giờ phút thứ 39, tức là con rồng này sẽ là con rồng ngàn tuổi. Và với sức mạnh của rồng ngàn tuổi, hai rồng lửa sẽ mở một cái sự đột biến cực kỳ ghê gớm và quyết định lao vào giao tranh. Nhưng Khanh hơi cô độc, không ai đứng sau anh ta cả với cái thảm lửa đó. Cái thảm lửa rất khó hiểu và Rai bây giờ dùng chiêu cuối của mình ra chặn đường và đã luôn lang là người được chọn. Anh ta bị trói, bị các combo luồn vào người, có đồng hồ cát nhưng chắc là cũng chỉ sống thêm được một chút nữa thôi khi mà double kill đã dành cho Rally rồi. Tiếp theo là Killer đang cố gắng chống chịu sát thương nhưng nó là quá lớn đến từ Pampi. Triple kill dành cho Rally và họ sẽ tiến chân vào cái ván đấu thứ hai này một cách hoàn toàn xuất sắc. Fighter Gaming giành chiến thắng ở ván đấu thứ hai. Một tình huống quá hăng máu đến từ Khanh và anh ta lao vào giữa đội hình, giữa hai người của Fighter Gaming. Anh ta nằm xuống, cái lượng sát thương đến từ Koki là cực kỳ nhiều và anh ta nằm xuống rồi thì đội hình của Nipower không còn quá nhiều tiền đề nữa. Bây giờ thì không cần lính luôn, các thành viên của Fighter Gaming rất nóng lòng muốn giành được chiến thắng rồi. Nhưng không có lính thì cái trụ này sẽ tồn tại, nhưng nó cũng không tồn tại được quá nhiều khi Orali đang bắn rất nhiệt tình. Orali vẫn đang tấn công vào trụ, cái nhà lính, cái nhà chính cũng sẽ biến mất và chiến thắng 2-0 dành cho Fighter Gaming. Quá ghê gớm, Fighter Gaming đã chiến đấu cực kỳ ghê gớm. Tôi nghĩ là người vui nhất
trong cái văn phòng ngày hôm nay chính là anh Cường rồi. Ở thời điểm hiện tại thì đó, 2-0 dành cho Fighter Gaming. Có thể có những cái giây phút rất là căng kèo, có thể là có những cái giây phút mà bên phía của New Power họ đã giành được những cái lợi thế. Nhưng về sau, cái khả năng vận hành của họ đã khiến cho bên phía của Fighter Gaming họ tận dụng tối đa cái đội hình giao tranh tổng, đánh ở hai ván rồi. Cái đội hình giao tranh tổng rất là tốt. Và có lẽ là vị trí của New Power sẽ phải lựa chọn một cái đội hình khác, một cái chiến thuật khác ở ván đấu cuối cùng này, ở ván đấu cuối cùng tiếp theo. Một trận chung kết sớm nữa dành cho New Power khi họ đang bị dẫn 2-0. Quý vị các bạn thân mến, chúng ta đã vừa trải qua hai trận đấu cực kỳ căng thẳng giữa hai đội tuyển Fighter Gaming cùng với New Power, và Vietnam Esports TV sẽ gặp lại quý vị các bạn ngay trong trận đấu thứ 3 tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.